Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi Ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, từ lâu Việt Nam nằm trong chiến lược ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản của Mỹ, và cuộc chiến tranh Việt Nam ở một khía cạnh nào đó cũng là một cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ, Liên Xô và cả Trung Quốc. Đặc biệt là trong những năm 1969 đến 1972, khi Mỹ thay đổi chiến lược, chuyển từ ngăn chặn sang bắt tay, thương lượng với Trung Quốc. Nước láng giềng xã hội chủ nghĩa đang viện trợ cho Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, nhằm gây sức ép với Liên Xô, đồng thời muốn thông qua Trung Quốc gây sức ép với Việt Nam, thực hiện mục tiêu rút khỏi chiến tranh Việt Nam trong danh dự. Lúc này, nước Việt Nam nhỏ bé đã bị ba cường quốc là Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc cô lập, ảnh hưởng lớn đến kinh tế chính trị ở Việt Nam. Vậy rốt cuộc Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc đã cô lập Việt Nam như thế nào? Việt Nam đã làm gì để thoát ra khỏi gọng kìm đó? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Với tư cách là một siêu cường đứng đầu một cực, Mỹ không chỉ chi phối, dẫn dắt quan hệ với các nước trong cùng hệ thống, mà còn có khả năng tác động đến toàn bộ trật tự thế giới. Khi Mỹ mạnh, Mỹ đối đầu chạy đua với Liên Xô, hình thành cục diện chiến tranh lạnh. Khi Mỹ gặp khó khăn trong vấn đề với Việt Nam, vị thế quốc tế giảm, cùng lúc đối mặt với hai kẻ thù lớn, Mỹ đã chủ động tạo ra tam giác chiến lược Mỹ-Xô Trung, góp phần chuyển thế giới từ hai khối đối địch thành một tam giác chiến lược mà Mỹ có lợi thế nhất. Xóa bỏ quan hệ thù địch với Trung Quốc giúp Mỹ vừa kiềm chế Liên Xô hiệu quả, gây sức ép buộc Liên Xô phải tích cực hơn trong hòa hoãn với Mỹ, đóng vai trò chủ động hơn nữa trong việc tác động tới Việt Nam, giúp Mỹ rút khỏi Đông Nam Á trong danh dự, vừa thông qua Trung Quốc gây sức ép với Việt Nam, giảm viện trợ cho Việt Nam. Vì vậy, thông qua quan hệ với Trung Quốc, nhân tố Mỹ đã tác động không nhỏ đến quan hệ Việt-Trung. Từ năm 1961 đến 1969, Việt Nam trở thành vấn đề hàng đầu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Mỹ chuyển từ viện trợ kinh tế, quân sự trong những năm 1950 sang chiến tranh đặc biệt trong đầu những năm 1960 và lên chiến tranh xâm lược cục bộ, nhưng vẫn không cứu vãn được chế độ miền Nam và không khuất phục được miền Bắc. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 khiến Tổng thống Mỹ Johnson đi đến ba quyết định then chốt liên quan đến cuộc chiến Việt Nam và sự nghiệp chính trị của riêng ông, và đó là Mỹ đơn phương ngừng bắn từ vị tuyến 20 trở ra, Johnson không tranh cử nhiệm kỳ 2 và Mỹ chấp nhận thương lượng hòa bình với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì vậy, những năm 1968 đến 1972 là thời kỳ Mỹ xuống thang, thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh. Để tiếp tục duy trì vị thế trung tâm và vị trí siêu cường trên thế giới, việc nhanh chóng giải quyết vấn đề Việt Nam là yêu cầu cấp bách đối với Mỹ. Hơn nữa, nếu không giải quyết được vấn đề Việt Nam, Nixon sẽ không thực hiện được những cam kết về đối nội và đối ngoại trong vận động tranh cử của mình. Vì vậy, điều Nixon và Kissinger quan tâm nhất suốt những năm 1969 đến 1972 không phải là cuộc họp thượng đỉnh bàn về việc cắt giảm vũ khí chiến lược với Liên Xô, mà là tìm cách rút lui trong danh dự khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. Cơ sở giải quyết vấn đề Việt Nam của Mỹ chính là dựa vào học thuyết Nixon, trong đó cho rằng Mỹ phải đứng trên thế mạnh để giải quyết các vấn đề, duy trì trật tự thế giới theo ý Mỹ, bắt đầu kỷ nguyên thương lượng, tiến tới củng cố và cải thiện quan hệ giữa các quốc gia, thực hiện hòa hoãn Đông Tây. Giải pháp cho vấn đề Việt Nam là cố gắng dàn xếp một cuộc thương lượng, nhưng phải thương lượng trên thế mạnh. Mỹ đã tìm kiếm thế mạnh ấy bằng sức ép quân sự và sức ép chính trị. Về sức ép quân sự, song song với việc là sử dụng hai con bài Liên Xô và Trung Quốc, Mỹ còn sử dụng sức mạnh quân sự để tạo sức ép với Việt Nam trên bàn đàm phán. Tháng 3 năm 1969, Nixon đã ra lệnh bí mật ném bom xuống Campuchia nhằm ngăn chặn các con đường tiếp tế của miền Bắc dọc đường mòn Hồ Chí Minh và quét sạch các cơ quan đầu não chỉ huy của quân đội Việt Nam. Không những vậy, Tổng thống Mỹ còn dự định ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam. Tại cuộc họp nội các ngày 20 tháng 3 năm 1969, Nixon đã khẳng định sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh quân sự để giành thắng lợi trong các cuộc đàm phán với Việt Nam. Trên thực tế, sức ép quân sự càng tăng lên sau khi Mỹ và Trung Quốc bắt tay với nhau. Về sức ép chính trị, đúng như nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã nhận định, chiến tranh Việt Nam đã làm cho chiến lược toàn cầu của Mỹ bị khủng hoảng. Nay Mỹ lại phải dùng chiến lược toàn cầu phục vụ việc Mỹ rút quân và chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Mỹ thay đổi chiến lược, chuyển từ chiến lược bao vây ngăn chặn Liên Xô và Trung Quốc sang chiến lược tranh thủ cả hai nước này. Nixon cho rằng vấn đề mấu chốt giải quyết cuộc chiến tranh Việt Nam nằm trong tay Moscow và Bắc Kinh hơn là trong tay Hà Nội. Với Liên Xô, ngay từ năm 1965, Mỹ đã coi trọng tranh thủ thế mạnh của Liên Xô trong việc thúc đẩy đàm phán với Việt Nam, cho rằng đàm phán sẽ không thể thắng lợi nếu thiếu sự hỗ trợ của Liên Xô. Sau khi lên nắm quyền, Nixon coi việc hợp tác với Liên Xô là một công cụ hữu ích, quan hệ với Liên Xô là một phần trong bản thiết kế lớn.
Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy tiến trình giải quyết cuộc chiến tranh ở Việt Nam nếu không có sự hợp tác của Liên Xô. Ngày 27 tháng 1 năm 1969, tại một cuộc họp báo đầu tiên sau lễ nhậm chức, Nixon đã gắn các cuộc thảo luận việc hạn chế vũ khí chiến lược của Liên Xô với sự tiến bộ của các vấn đề chính trị nổi bật cùng một lúc. Thực chất là gắn vấn đề hòa hoãn với giải quyết chiến tranh ở Việt Nam. Với Trung Quốc, nếu như dưới thời Johnson vì nhiều lý do nên việc tái lập quan hệ Mỹ-Trung bị cản trở, các cuộc tiếp xúc Trung-Mỹ ở Warsaw không có kết quả và dừng lại vào tháng 5 năm 1968, thì tình hình đã thay đổi dưới thời Nixon, người mà từ rất sớm, năm 1967 đến 1968, đã công khai bộc lộ ý định là không đối địch với Trung Quốc. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Nixon đã giao nhiệm vụ chuẩn bị nghiên cứu chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc cho Cố vấn An ninh Quốc gia. Cuối tháng 3 năm 1969, Nixon chính thức nhờ Tổng thống Pháp đưa tin miệng về việc là Mỹ có ý định cải thiện quan hệ với Trung Quốc tới các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Xung đột biên giới giữa Liên Xô và Trung Quốc càng thúc đẩy Mỹ thực hiện ý đồ chiến lược này. Thông qua nhà lãnh đạo Pakistan, Nixon gửi đến Trung Quốc mong muốn có các cuộc tiếp xúc. Ngày 5 tháng 10 năm 1970, Tổng thống Nixon tuyên bố trên báo Time rằng nếu có điều gì đó tôi muốn làm trước khi chết, đó là đi Trung Quốc. Nếu tôi không đi được, tôi muốn các con tôi đi. Ngày 26 tháng 10 năm 1970, tại cuộc triều đãi nhà lãnh đạo Romania Nicolae Ceaușescu, Nixon cũng chúc mừng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là lần đầu tiên một vị Tổng thống Mỹ gọi Trung Quốc bằng tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngày 25 tháng 2 năm 1971, Tổng thống Nixon trình bày trước Quốc hội báo cáo đối ngoại hàng năm, trong đó nhắc lại ý muốn là cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Như trên đã nói, nhân tố Mỹ đóng vai trò chủ động và vị trí chi phối trong tam giác chiến lược Mỹ-Xô-Trung. Thông qua quan hệ với Trung Quốc, lợi dụng vị thế của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam. Trong những năm 1969 đến 1972, nhân tố Mỹ đã có tác động lớn đến Việt Nam và quan hệ Việt-Trung. Tác động này càng tăng khi nhu cầu, lợi ích của Mỹ gặp gỡ nhu cầu và lợi ích của Trung Quốc. Trong lúc Mỹ muốn gây sức ép để Trung Quốc ngừng viện trợ cho Việt Nam, làm suy yếu và buộc Việt Nam chấp nhận một giải pháp phù hợp với lợi ích của Mỹ, Trung Quốc cũng muốn sử dụng vấn đề Việt Nam để tăng ảnh hưởng, sức mạnh của mình làm đối trọng với Liên Xô, giữ thế chủ động trong đàm phán với Mỹ. Trung Quốc sớm nắm bắt được các tín hiệu của Nixon trước bầu cử và đã chọn Nixon, ủng hộ Nixon. Trong khi Việt Nam Liên Xô chọn và ủng hộ Humphrey, ứng viên của Đảng Dân Chủ nên đã phản đối gay gắt việc Việt Nam và Mỹ sắp thỏa thuận về việc Mỹ hoàn toàn chấm dứt ném bom miền Bắc, bởi như vậy sẽ có lợi cho ứng viên của Đảng Dân Chủ, bất lợi cho Nixon. Để tạo sức ép cho Việt Nam, Trung Quốc đã giảm viện trợ quân sự, năm 1969 xuống 40%, năm 1970 xuống hơn 50% so với năm 1968, đồng thời đẩy mạnh quan hệ với Mỹ. Việc Mỹ từng bước thiết lập quan hệ với Trung Quốc đã tác động trực tiếp đến cuộc chiến tranh ở Việt Nam, từ đó gián tiếp tác động đến quan hệ Việt-Trung. Ngay sau chuyến thăm Trung Quốc và ký thông cáo Thượng Hải, ngày 24 tháng 3 năm 1972, Tổng thống Nixon tuyên bố hoãn vô thời hạn các phiên họp công khai hội nghị Paris về Việt Nam. Tiếp đó, ngày 8 tháng 5 năm 1972, chưa đầy một tuần sau phiên gặp riêng giữa Lê Đức Thọ, Xuân Thủy và Kissinger, Nixon tuyên bố tiến hành một bước leo thang mới, mở rộng quy mô đánh phá miền Bắc, kể cả bằng lực lượng không quân chiến lược, thực hiện phong tỏa miền Bắc Việt Nam. Sau chuyến thăm Trung Quốc và Liên Xô, vị thế của Mỹ trên quốc tế được nâng cao, khả năng Nixon giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 1972 tăng lên. Vì vậy, Việt Nam khó lợi dụng được khó khăn của Mỹ, của Nixon để tăng sức ép trong đàm phán. Với vị thế đã được nâng cao, trong thời gian đàm phán sau đó, phía Mỹ hết sức ngoan cố, một mặt gây khó khăn, trì hoãn việc ký kết hiệp định. Mặt khác, tính toán bước leo thang chiến tranh mới và với ý đồ là dùng sức ép quân sự để đạt được mục đích trên bàn đàm phán. Sau thất bại trong đợt tập kích bằng không quân chiến lược ở miền Bắc, Mỹ mới chịu từ bỏ thái độ thương lượng trên thế mạnh và đi đến ký kết hiệp định. Trong quá trình hòa hoãn, đẩy mạnh tiếp xúc, cải thiện quan hệ với Mỹ, Trung Quốc vẫn tiếp tục ủng hộ kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam. Viện trợ của Trung Quốc cho Việt Nam năm 1971 nhiều hơn năm 1970, năm 1972 nhiều hơn năm 1971. Ngày 16 tháng 5 năm 1970, Chu Ân Lai triệu tập hội nghị mở rộng tiểu tổ lâm thời Bộ Ngoại giao cho rằng nên lùi hội đàm Trung-Mỹ. Tổ chức quần chúng ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Dương. Tiếp đó, Chu Ân Lai đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị. Hội nghị quyết định lùi hội đàm Trung-Mỹ như đã định vào ngày 20 tháng 5. Kiến nghị Mao Trạch Đông phát biểu tuyên bố công khai ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hội nghị cấp cao của nhân dân Đông Dương trong nước tổ chức biểu tình và ở Bắc Kinh mời Mao Trạch Đông, Lâm Bưu tham dự. Trước đó, ngày 11 tháng 5 năm 1970, trong cuộc gặp gỡ với Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn,
Mao Trạch Đông một lần nữa bày tỏ Trung Quốc là hậu phương lớn của Việt Nam. Máy bay Việt Nam có thể hạ cánh ở Trung Quốc. Trước cuộc họp cấp cao Trung Mỹ, Chu Ân Lai nhấn mạnh không bên nào được thảo luận công khai về cuộc chiến. Trong thông cáo Thượng Hải, chính phủ Trung Quốc vẫn khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với nhân dân Việt Nam. Nhưng Trung Quốc và Mỹ đẩy mạnh tiếp xúc trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam đang ở thời điểm then chốt đã tác động không tốt đến tình cảm, tinh thần của Việt Nam. Thêm nữa, mục đích rõ ràng của Mỹ khi bắt tay với Trung Quốc ngoài việc đối phó với Liên Xô là muốn Trung Quốc giúp Mỹ rút khỏi chiến tranh Việt Nam trong danh dự. Vì vậy, người ta dễ dàng nhận thấy ở thông cáo Thượng Hải có sự thỏa thuận kín đáo giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai bên cùng phối hợp chống bá quyền Liên Xô. Mỹ sẽ rút dần các căn cứ quân sự và quân đội ở Đài Loan tùy theo tình hình căng thẳng ở khu vực này giảm đi. Tức là vấn đề Việt Nam được giải quyết. 5 ngày sau khi đoàn Mỹ rời Bắc Kinh, Chu Ân Lai bí mật sang Việt Nam để giải thích Trung Quốc không bán rẻ Việt Nam, nhưng tác động về tình cảm, tinh thần cộng với ám ảnh của hội nghị Geneva khiến quan hệ Việt-Trung xuất hiện rạn nứt. Quan hệ Trung-Việt đã phát triển theo chiều hướng xấu đi kể từ khi Việt Nam hoàn toàn giải phóng đất nước và mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em của thập kỷ 1950-1960 đã kết thúc bằng cuộc chiến tranh biên giới giữa hai nước năm 1979. Kết thúc đáng tiếc này có một phần do sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng, mâu thuẫn giữa hai nước xuất phát từ hòa giải Trung-Mỹ. Trong khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam đang ở thời điểm then chốt, Trung Quốc đã tiếp xúc với Mỹ, đi tới hòa giải. Điều này tạo điều kiện cho Mỹ gây sức ép, mở rộng và tăng cường mức độ khốc liệt của cuộc chiến. Cùng với sự điều chỉnh trong chính sách đối với Việt Nam, tích cực viện trợ cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam của Liên Xô dưới tác động của nhân tố Mỹ, quan hệ Mỹ-Trung cải thiện đã làm cho Việt Nam xích lại gần Liên Xô hơn, không giữ được cân bằng giữa Liên Xô và Trung Quốc như giai đoạn trước, từ đó làm cho quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng xấu đi. Anh em thân mến, chúng ta có thể thấy rằng trong mối quan hệ Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô, Việt Nam là nước nhỏ, có vị thế thấp nhất và dễ bị tổn thương nhất. Khi Mỹ muốn ngăn chặn, chống Trung Quốc, Việt Nam trở thành địa bàn chiến lược, một mắt xích quan trọng trong chiến lược bao vây này. Còn Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, kể cả là Liên Xô, đều coi Việt Nam là tiểu đồn chống chủ nghĩa đế quốc. Khi muốn rút khỏi Việt Nam, Mỹ tranh thủ vị thế của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam. Thông qua Trung Quốc để tác động đến Việt Nam, còn Trung Quốc luôn muốn duy trì và sử dụng giá trị của vấn đề Việt Nam để tăng lợi thế trong quan hệ với Mỹ. Anh em nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.